35H Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 35H Bình Dương nha. Bây giờ là 11:38 ngày 3 tháng 9 năm 2023. Thì 35H đang có mặt tại mộ của cậu Năm ha. Bây giờ là giữa trưa. Nhưng mà các cô chú anh chị thấy thì trời cũng vừa mưa xong. Ở đây thì 35H thấy anh Niu rồi đang chuẩn bị là cúng cơm cho cậu Năm. Dạ con chào cô ha. Ở đây bà con rất là nhiều. Anh yêu thấy ekip làm nhanh không? Thôi là nhanh anh là từ từ. Hiện tại thì ekip đang hỗ trợ anh yêu để cúng cơm. Một cái điều đặc biệt khi anh yêu cúng cơm nó rất là nhiều đồ ăn nha. Gần 20 món. Đây 20 món anh yêu. Nêu chắc ăn cho bác ngộ luôn phải không? Ủa giờ phát hiện một rừng áo tím. Tím liệm luôn. Đó, các cô chú các chị thấy ha. Tím liệm một rừng hoa sim. À, bà con đứng đây cho mát. Trời quá nắng luôn. Mai là cũng vừa mưa xong. Dạ. Mình ở đâu hả chị? Ở vòng xoay An Phú. Vòng xoay An Phú là dưới Thuận An. Thuận An Dĩ An rồi đó. Nhưng mà lên đây thì cũng xa ha. Cũng 30 cây á. 20, hai mấy 30 cây. Dạ. Vậy là ở này đoàn mình không hả cô? Dạ cô có gian đi. Mà cô ở đâu cô? Cũng vòng xoay An Phú luôn. Dạ. Vậy là mình chung đoàn ha, sao con thấy mình đi rồi. Đi rồi. À nhưng mà chung ý tưởng đó chính là giờ vô mát đứng. Xa quá. Xa quá xa luôn. Cũng tính đi lắm lâu lắm rồi mà không đi được. Cậu Năm chết tới giờ đi không được. Không biết chạy xe có gian đi không. Dạ, vậy là cô không biết chạy xe ha, cho nên cô có gian cô đi. Lên đây thì quá nắng luôn. Mà hồi nãy là mưa đó cô. Nãy cô có bị mắc mưa không cô? Mắc mưa luôn. Chạy mưa luôn. Đụng con mắc mưa là con chạy về rồi. Nhưng mà con thương cậu con chạy lên lại. Đúng rồi. Chấp nhận đi chơi có chơi là có chịu ha. Chắc nó mưa theo mấy người này ta nghĩ là ui, mình có gian đi được. Ngựa kìa. Ở trong đây nuôi là mười mấy hai chục con ngựa đó. Rồi nay là một bầy mấy trăm con. À, có đà điểu nữa nè. Nói chung là nhiều lắm, trong đây là nuôi hu có, nai có, ngựa có, bò có, hổm có đàn bò vô mộ con Năm. Rồi đà điểu, bên đây có công nữa, công quá trời công luôn. Ở trong đây nó giống như là trong vườn sở hữu gì đó. Quá trời nhiều, có gà rừng nữa. Chỉ có điều là trong đây là con chưa thấy khỉ. Khỉ là chưa có. À, bây giờ là các anh em ekip là đang chuẩn bị mang bàn lên để cúng cho cậu buổi trưa nay. Hôm nay là sử dụng cái khăn trải bàn màu xanh ha. Hiện tại thì có rất là nhiều khăn trải bàn luôn. Màu hồng nè, màu xanh nè. Rồi cái màu kem của chị Linh ở Úc nữa. Màu kem rất là đặc biệt ha. Khi nào mà cúng lớn thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu kem. Đó, bà con cô bác. Bây giờ 15H xin phép sẽ vào bên trong mộ để quay cho toàn thể bà con cô bác quý cô chú anh chị nha. Trưa nay thì anh yêu anh cúng cơm. À, cái màu tím là đang hiện tại là đang rất là thịnh hành nha, đang hot tại mộ cậu Năm. S23 của cái Samsung màu tím iPhone này là chủ đạo màu tím mà. À. 23 là chủ đạo của iPhone. Đúng rồi, màu iPhone màu 14 là màu tím đó anh. Đúng rồi. Là chủ đạo đó. Samsung màu tím. Samsung có màu tím. Màu tím màu chủ đạo của năm nay mà. Kỳ lạ quá ha. Cậu Năm cũng yêu màu tím nữa. À, đem đến rồi cô. Chỉ trong ngày 29 ngày Vu Lan thôi. Dạ. Sau đó đem về nhà chị Hồng Loan rồi. Dạ.
Ui, phát hiện cái bông lan có màu tím luôn. Bây giờ trời nắng quá thì mình sẽ sử dụng cái nón của anh Vinh. Đó, cái nón của anh Vinh thì nó lợi hại cái là lúc nào cũng bên ba lô cũng 35 mét hết. Cái nón gấp. Cái nón kết thì nó không có che hết được cái lỗ tai. À, mà nếu mà chúng ta sử dụng cái nón kết mà giờ tới chiều là cái lỗ tai nó giống như cái nấm mèo luôn. Bây giờ đổi nón lên mới được. Mà trong lúc đội nón thì bất ngờ có chị Hương, chị che dù. Cảm ơn chị Hương nha, trời ơi, quá tuyệt vời. Ekip rất là chăm lo cho các anh em YouTube. Ôi ơi, phát hiện anh rapper bài anh Huy đó. Ủa? Làm máy nữa hả? Anh Huy ảnh rất là nhiều nghề nha. Dạ. Cái dù có nêu, bây giờ che chị gửi cho anh nêu đúng không? Ừ. Che đi nữa mình để ra đây, treo cất giữ. Không, em có nón rồi. Em với lại em không có ngại nắng, em chỉ em biết chi ngại gì không? Ngại mưa thôi. Nắng em không ngại. Đó, nhưng mà em thấy chị hay quá ha. Hay không? Hay. Cái dù này bự với bộ. Đó, bây giờ là trưa nắng thì mình cũng có rừng dù, hồi nãy là mưa cũng có rừng dù. Tiêu là có thêm cái nón của bên công ty gì nè, công ty phân bón con voi Picasso đó. Được rồi, cảm ơn chị đi theo em ngại quá. đừng có che cho em sẽ tự giải quyết được cái nhiệt lượng của cơ thể. Đúng rồi dạ đó, mình sẽ tự giải quyết được. Chứ nhờ mấy chị là tội nghiệp mấy chị lắm. Chị Nhi là đang chắc trái cây lên trên cái đĩa. Chị Nhi là chuyên về bông với là trái cây. Còn anh yêu là chuyên về cúng kiến. Phát quà cho các anh em. Mới nuôi vậy không? Cái này là chuyên luôn á. Còn Nhi là chuyên hoa đúng không? Đúng rồi, mọi người là chuyên hoa. Còn Thiện Tiên là chuyên caramel. Chuyên quay dùm. Đó. Coi ekip nè. Ekip bây giờ đang đem đồ cúng qua cúng cho Bác Ngộ cùng với anh Niu. À, mình làm mết quay toàn cảnh này chắc là bà con cô bác cũng sẽ thấy được ha. À, mộ của năm nó sẽ nhộn nhịp như thế nào. Chị Hương của chúng ta đây, áo của cô năm rất là đẹp. Đó, mà làm bếp quay cận cảnh mộ cô năm trưa nay cho bà con cô bác, các cô chú các chị xem ha. Ngày xưa thì rất là mong chờ luôn mộ cô năm được ráp, không biết là sẽ như thế nào. Đó thì bây giờ ngày nào cũng được các anh em YouTube chia sẻ quay lên hình cho bà con cô bác xem ha. Mộ của cậu thì rất là đặc biệt, không giống với bất kỳ những cái ngôi mộ nào ở trong Hoa Viên Nghĩa Trang hết. Một cái gọi là đặc biệt. Gì vậy bà xã? Em phát hiện điều gì hả? Sáng giờ là bị có chìa. Đúng rồi, ai rớt chìa khóa nhưng mà vẫn chưa tìm được ra. Cho nên cô chú nào xem kênh mình mà ở gần đây. Đúng rồi, cô chú nào mà xem kênh mà phát hiện bị mất chìa khóa thì có thể là liên hệ ha. Cảm thấy chìa khóa này quen á thì lại đây. Đúng rồi. Ví dụ như hôm nay mà mình đến mộ của cậu Năm Vũ Linh mà mình có bị rớt cái chìa khóa thì đến mộ của cậu Năm nhận nha. Hiện tại 15S để trên đây. Để đâu à? Để đây đi. Đó, để đây. Được, để trên bàn. À, thì bà con đến nhận lại nha. Thì nhiều khi đây là một cái chiếc chìa khóa két sắt sao. Đó, thì chắc chắn là bà con cô bác làm rớt chìa khóa. Cho nên nếu mà có xem kênh YouTube của các anh em thì có thể là đến nhận lại nha. Đến đây thì 15S Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này.
Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị trong video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Bà Làm Hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.